Đây toàn cảnh chùa Sang Ke nè, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời cũng năm nay đội ghe ngò này cũng vô được top 32 đội mạnh. Thì sau khi qua ngày sau thì cũng ảnh hưởng cây cần câu một tí nên không có được vô vòng sau. Hôm nay thì chùa Sang Ke các vị sư bắt đầu đi Kiên Giang mua về những cây cần câu này để chuẩn bị cho năm 2023 sắp tới để chuẩn bị tốt hơn. Ở đây thì cây này là hiếm ha, bây giờ ở Kiên Giang đem về đó thì rất là nhiều cây, bởi vì người ta phơi gì để cho nó khô, cây nào khô người ta đem vô chùa trước quý vị đó. Thì ở đây thì trước mắt quý vị là thấy 9 cây rồi ha. Đó, cây này là rất là hiếm, bởi vì cây này không phải là cây bạch đàn hoặc cái gì, cây này là cây tràm. Cây tràm này mà rất là lớn, rất là nhiều năm rồi quý vị. Nó lấy luôn gốc ha, sẵn ta làm cái đoàn bẫy giữa ghe đó cho nó chắc ăn chút thôi vậy đó. Ta làm cái đoàn bẫy giữa ghe đó. Hiện tại giờ thì trước mắt có gì 9 cây, nhưng mà cái nào khô anh em nào cũng lấy vô chùa ha. Cây này cây tràm, cây tràm rất là hiếm ha. Cây tràm mà người ta đóng cọc cừ nhà hả, nền móng đó vậy, nó rất là hiếm. Thành ra ít có cây nào mà lớn như vậy, chỉ có ở Kiên Giang ha. Có mấy chú thợ đóng ghe biết chỉ chùa đi mua về để chuẩn bị cho 2023 sắp tới. Tại những cây tràm, cái đoạn bẫy rất là dài nha. Dạ. Ở đây làm chỗ tượng Phật cái gì nè, hình như là chỗ tượng Phật. Tại sư đâu vô nghỉ chưa hết, ở đây là làm chỗ tượng Phật hay gì nè, chứ không phải sân khấu. Lúc trước thì sân khấu ở đây thôi, vậy sau này chắc sư sửa lại. Nó còn bên bển thì chỗ mấy bà tao nặc tha, ta kêu bằng đi ngồi thiền đó, bây giờ có mấy cái phòng nhỏ nhỏ đó. Đây mấy ông sư cũng ở đây cũng đang làm mấy cái chậu bông để nữa làm ấy. Ở sau cũng đang xây hồ sa la quá vậy đó. Ở sau cũng đang xây ngôi sa la ở sau. Cái này mấy ông sư tự làm luôn á, mấy cái chậu bông nè. Nữa chắc mình nghĩ là để chỗ cái Đức Phật này nè. Đó là cần câu ta phơi như đó bằng cái tràm á, bây giờ rất là hiếm. Cái tràm mà được lớn là rất là hiếm ha. Cái tràm thứ nó đóng cọc cừ nhà đó quý vị, thường thường nhỏ nhỏ xíu rồi đâu có được bao lớn ha. Cái này là rất là hiếm, thủ trước vậy đó để năm 2023 sắp tới. Do sư cũng nghỉ chưa hết à. Mình chạy ra một vòng phía trước cho quý vị xem. Đây là toàn cảnh chùa Sang Ke, Wat Sang Ke. Cổng sau người ta cũng không có làm lễ, người ta cũng đóng lại hết trơn quý vị. Đó chỗ để hài cốt của sư cả đó. Đó, sư cả Thạch Yên đó. Đó ngày lúc còn sống là xây rồi. Đó quý vị, cái chỗ vàng vàng đó đó. Và còn cũng cảnh chùa nữa đây. Bên bển thì hai cái lò hỏa táng đó. Mời quý vị cùng thắng mình, mời quý vị cùng ra trước chồng ha.